Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta lại bước vào trận chiến của ngày hôm nay là ngày 21 tháng 10 2022 nhé anh em. Đây nào, đây chọn đối thủ thôi. Xem tí nhạc anh em nha. Siêu khó. Ok. Maverick à? Đây, tiếp tục nâng cấp. Nâng cấp tết các quân binh chủng. Bộ binh chủ yếu là các lực lượng đến từ địa binh kỵ đến từ bộ binh hoặc thợ đào. Lên đi sẵn sàng anh em ơi. Sẵn sàng vật tận anh em ơi. Xem này. Đây nó bắt đầu có quân chạy ra đấy. Ra trận đầu tiên là một người que được trang bị giáp bằng xương, khiên bằng xương và mũi giáo bằng xương. Mình vẫn ưu tiên cho là giáp sĩ, các giáp sĩ có cái lực lượng. Thứ nhất là có sức mạnh tấn công là khá là tốt, phòng thủ cũng khá là tốt. Mà khi giáp sĩ tập trung một đội hình gọi là khá đầy đủ từ 4 người trở lên ấy, thì khả năng công thủ của nó là tốt, hoạt động mang tính đoàn kết. Đây, chúng ta tiếp tục tăng thêm một cung thủ đi, cung thủ em sẽ ở đằng sau yểm trợ. Các cung thủ ở sau yểm trợ cho các kia lính cầm khiên cầm giáo xung phong. Cung thủ khả năng là tấn công từ xa khá là tốt. Tuy nhiên điểm trừ thì là không mang giáp, vì vậy là chỉ 1-2 đòn chí mạng của kẻ thù đã lấy được kia rồi. Cung thủ đã phải nằm xuống rồi. Phòng thủ. Phòng thủ. Tiêu diệt kẻ thù. Ok, đây tiêu diệt kẻ thù rồi. Thêm một quân y trị thương.
xem tí nhạc anh em nha, cho nó sinh động anh em nha. Hãy giảm tí nhạc đi, nhạc quá quá lớn. Tấn công. Archeron fire. Bị thương. Cấp thêm 2 người cho đội hình thêm 2 người. Thêm 2 lính trị thương. Tăng cường khả năng phục hồi của quân binh chủ. Quân thủ khá là ít. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi anh em ơi, nó phản công rồi. Chúng ta sẽ tăng thêm 2 quân giáp vàng, 3 quân giáp vàng đi, 4 giáp vàng, 5 giáp vàng. Đấy, tăng thêm 5 giáp vàng để tấn công thôi anh em ơi. Lực này đủ quá, đủ, thực sự là mạnh để xử lý kẻ thù rồi. Đánh như này là thật sự sòng phẳng. Đánh quá sòng phẳng luôn, đánh quá đẹp luôn. Ôi, nó có người ngồi, nó có người ngồi, rút lui, rút lui, rút lui. Đưa người về phòng thủ, đưa người về phòng thủ. Tăng thêm 2 khối quân xanh, quân mang giáp xanh ra tay yểm trợ. Tấn công. Tấn công. Nó dùng mưa tên tấn công mình. Mình tấn công vòng này nó bằng mưa tên thôi anh em. Lực phòng thủ đấy, để cho nó biết như nào lễ độ chứ. Phá tượng hoàn toàn thắng anh em ơi. Tiếp tục vào trận, tiếp tục thêm trận nữa. Next round, tiếp tục. Đối thủ chúng ta là Zen. Ok. Nâng cấp quân số. Nâng cấp các quân binh chủng lên cái cấp độ tối ưu nhất trước khi vào trận đấu. Vào trận thôi anh em ơi. Lính đào này, cung cấp thêm lính đào này, một đội thiên giáp này. Ôi cái này là bọn nó sẽ có quân đây, quân ác liệt đây, vì số tiền nên nó cho mình cực kỳ lớn đây, để mình có thể đủ tiêu xài. Vì vậy là không nghi ngờ gì nữa là đây, nó sẵn sàng, đã có đội quân ra ngay chiến với mình rồi đây. Đã có đây. Người khổng lồ của bọn nó đã xuất trận. Ui, 2 người khổng lồ xuất trận rồi. Giáp xanh xuất trận. Tiếp tục giáp xanh xuất trận.
Giáp Tàng xuất trận 1. Tiếp tục. Đội hình khá là tốt rồi, tấn công thôi anh em ơi. Trị thương. Mình cần thêm trị thương. Đấy, quân mình cần thêm gọi là 3 phù thủy trị thương. Nhanh lên phù thủy trị thương ơi. Đi chậm đấy nhở. Phá huy tượng rồi. Phá huy tượng trước khi bọn nó gọi cứu binh. Nhưng không sao. Nâng cao khả năng phục hồi. Tức là mình sử dụng các cái phù thủy trị thương nó mạnh mẽ thì quân mình liên tục được phục hồi trong trận đánh. Chính vì vậy là cái tổn thất khá là ít. Thắng đây anh em ơi, tượng kẻ thù đã bị phá hủy. Hoàn thành cái trận đánh với thời gian là 2 phút 58 giây. Tiếp tục một trận nữa anh em nha. Với Vin, một đối thủ tên là Vin. Vào trận. Trận này mình quyết định là không nâng cấp toàn bộ cái quân binh chủng để cái dạng gọi là nguyên thủy nhất, yếu nhất để vào trận sẽ xem mình sẽ đánh như thế nào để chiến thắng đây anh em nha. Sẵn sàng. Xem kẻ thù như nào. Này mình để ý xem đây, bọn nó chỉ ở dòng phòng thủ thôi, chưa tấn công đúng không? Một đội giáp xanh. Tại sao đây mình gọi là giáp xanh thì đây là cái mô tả tên cái dòng này là nó là giáp xanh, nhưng hiện đây là một đội quân bao gồm giáp, khiên, giáo. Và đằng sau là 4 cung thủ hỗ trợ. Khá là chỉnh chu. Thôi, xử lý ra anh em ơi. Tấn công. Này, chiến thuật của nó là khi quân khi kia là bọn nó chạy ngay. Thắng rồi anh em ạ. Nó liều mạng tấn công. Trị thương. Tăng thêm 3 phù thủy trị thương. Nhanh em ơi. Rồi, hoàn thành. Thời gian em 1 phút 52 giây anh em nha.